Ngày hôm nay thì Zika chúng em đang lên sóng với một bộ dàn karaoke có sự phối ghép của cặp loa cây Hunter với phiên bản sở hữu bát 30, dòng bát đồng trục với chiều cao là 1m2, thiết kế rất là đẹp, mang phong cách cổ điển kiểu dáng loa châu Âu. Và đơn hàng này thì chúng em đang lên để gửi đến anh Sinh Mai với một cấu hình combo đã được anh Sinh Mai tìm hiểu và đặt đơn hàng chỉ định các sản phẩm, như là đầu tiên là cặp loa cây Hunter Pro ạ. Thiết bị thứ hai thì anh Sinh Mai đã lựa chọn thêm cho mình một loa siêu trầm Monte 40. Và thiết bị thứ ba trong bộ dàn này đó là đẩy liền vang số X23 Pro DAC. Và thiết bị thứ tư trong bộ dàn này chúng ta sẽ có một bộ mic không dây. Và đây là bộ mic không dây M9 cộng Pro, một trong những phiên bản mic không dây hay và cho ra chất âm về cái tiếng mic rất là thật, giữ lại cái chất giọng của chúng ta chi tiết nhất, thật chân thật nhất có thể là trên bộ mic không dây M9 cộng này. Em sẽ báo giá lần lượt từng sản phẩm một, cũng chia sẻ thêm thông tin để các anh em theo dõi thêm những thông tin chính xác hơn về các thiết bị. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cặp loa cây Hunter Pro này. Phiên bản này có chiều cao 1m2 và rộng ngang là 48cm. Với cái màu sắc bên ngoài chúng ta sẽ có màu vân gỗ tự nhiên. Kiểu dáng loa thì được thiết kế theo phong cách loa châu Âu, mang phong cách cổ điển. Bát 30 gần bài tầm dầu, nó là dòng bát đồng trục, công suất đánh trung bình là 300W, mắc là 900W ạ. Bên này thì em đang đợi e căng này, tấm e căng được thêu dệt rất tỉ mỉ, dòng chữ Hunter Pro, vô cùng sang trọng các anh nhé. Cặp loa này có giá bán là 25 triệu đồng ạ. Loa siêu trầm 40 và đây là mẫu Monte 40, cũng là mẫu loa trầm có tiếng bát uy lực mạnh mẽ nhất trong dòng trầm điện bát 40. Mức giá là 15 triệu đồng. Màu đỏ cánh gián rất là đẹp, thiết kế hầm hố, mang hơi hướng tương lai và hiện đại. Loa trầm này thì cho công suất là hơn 1000W, sử dụng điện 220 nhé. Cắm nguồn điện trực tiếp vào điện trong gia đình chúng ta. Loa trầm này là nó có công suất đi kèm rồi và có min cắt súp rồi, nên là không hề tốn tí công suất nào quả đẩy cả. Chúng ta chỉ việc kết nối cái đường tín hiệu hoa sen từ trên đường súp out của con X23 xuống con trầm Monte 40 đấy ạ. Chính vì vậy thì về phần công suất của X23 thì hoàn toàn chinh phục được hết chất của cặp loa Hunter này. Và đẩy X23 chúng ta đây là phiên bản đẩy X23 Pro DAC Breeden. Phiên bản này để có rất nhiều các chế độ và tính năng hát karaoke khác nhau, và đặc biệt hơn là cái chất âm của nó cực kỳ ngọt ngào và chi tiết trong trẻo, được tích hợp DAC tức là chip DAC ấy, giải mã đi kèm, nghe nhạc này, hát karaoke này, đấy, trưng bày đẹp thì đều hội tụ ở cấu hình combo này rồi. Cuối cùng là bộ mic không dây M9 cộng Pro. Đây là đơn hàng được sự chỉ định các thiết bị của anh Sinh Mai, nên là sẽ có bộ mic cao cấp M9 cộng cho ra tiếng mic rất là thật, chân thật, giữ lại cái chất giọng riêng của chúng ta. Tí nữa em sẽ test bản karaoke anh em cùng nghe. Bản mic này thì có giá là 8 triệu đồng, rất là hay, rất chuyên nghiệp và cao cấp ạ. Và cấu hình combo này thì có giá là hơn 60 triệu đồng. Với một bộ dàn của chúng ta bây giờ, cái yếu tố hay khi nghe nhạc, chuyên nghiệp khi hát karaoke chưa đủ đâu, nó còn phải thêm cả một cái yếu tố rất quan trọng nữa, đó là về cái ngoại hình, cái hình thức, cái giá trị thẩm mỹ của nó phải cao. Chính vì vậy anh Sinh Mai đã lựa chọn cấu hình combo này. Thì các em có thể thấy được là đối với cặp loa thì thiết kế đẹp, trưng bày rất đẹp trong không gian phòng khách của chúng ta, và hát karaoke này, nghe nhạc thì cái độ chi tiết cao, chuyên nghiệp cao, thì em sẽ đi vào test luôn một bản nhạc và một bản karaoke gửi đến cho anh em, để anh em thấy được là phối ghép một bộ cấu hình combo hơn 60 triệu đồng, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị như thế nào nhé. Và hôm nay thì em xin phép được đặc biệt là test những bản nhạc remix, những bản nhạc karaoke remix, những bản nhạc DJ điện tử để anh em cùng thẩm âm khi cặp loa 30 ghép với súp 40 cao cấp của hãng Vivus. Rồi xin mời các anh em cùng đeo tai phone vào để chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức ạ.
một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta từng rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa một khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên em, cùng ngắm anh trăng vàng ngàn sao. Cô xinh ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thất thoáng bao đôi nhân tình đang đổ bụi đắm say. Cánh đồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây.